Xin được trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với các chương trình của Lê Minh. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Và nếu như là thấy rằng âm thanh hình ảnh tất cả đều ok thì quý vị hãy bấm cho một cái like để báo hiệu với chúng tôi. Dạo gần đây thì mạng méo nó hơi chán một chút. Thế nhưng mà tôi hy vọng rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ liên tục đồng hành và ủng hộ chúng tôi bất kể mọi cái điều kiện thời tiết đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện đang nóng nhất trên thế giới lúc này là câu chuyện mà xung đột giữa Hamas và Israel. Thực ra thì cuộc xung đột này nó đã kéo dài hàng nhiều thế kỷ rồi chứ không phải bây giờ. Câu chuyện tại Israel và Palestine tranh nhau một cái vùng đất thánh. Nó đã diễn ra hàng mấy thế kỷ rồi. Nhiều thế kỷ trước, hàng ngàn năm rồi chứ không phải là đến bây giờ. Nhưng bây giờ cuộc chiến nó đã bùng nổ. Và đúng là như là chúng ta đã từng trò chuyện với nhau khi mà chiến tranh ukraine diễn ra thì nó sẽ có thể là kéo theo rất nhiều cuộc chiến khác bùng nổ những cuộc chiến ủy nhiệm những cuộc chiến mà các nước cảm thấy rằng bây giờ gây chiến với nhau nó dễ dàng quá ví dụ như hamas và israel chẳng hạn có lẽ là trong cuối tuần vừa rồi thì quý vị cũng đã cập nhật được một số cái thông tin về câu chuyện chiến sự này nhưng mà chúng ta vẫn cùng trò chuyện với nhau những cái quan điểm sau khi mà cuộc chiến bùng nổ thì nó có những cái gì mà chúng ta cần phải chú ý à, đầu tiên đó là lý do vì sao Hamas lại chọn tấn công Israel vào lúc này à, cuộc tấn công của Hamas là chưa từng có và thưa quý vị thủ tướng Israel cho biết là hội đồng an ninh của họ đã phải thông qua một định quyết định hủy diệt Hamas sau cuộc tấn công của họ vào lãnh thổ Ông Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 đã công bố một cái thông tin đó là Lực lượng phòng vệ Israel sẽ hành động ngay lập tức để mà xóa sổ mọi năng lực của Hamas. Chúng tôi sẽ vùi dập Hamas không thương tiếc để trả thù cho ngày đen tối mà họ đã mang tới Israel. Hamas đã tập kích hàng ngàn quả tên lửa rocket và tiến hành một cuộc đột kích hiệp đồng bằng đường bộ, dù lượn trên không và bằng đường biển tấn công đồng loạt vào nhiều thị trấn và khu định cư của Israel. đánh vào cả các cái trung tâm cơ sở quân sự nữa. Ông Netanyahu đã nói rằng là quyết định hủy diệt Hamas được Hội đồng an ninh Israel thông qua để vô hiệu hóa năng lực quân sự và điều hành của Hamas cũng như là tổ chức bán vũ trang Jihad hồi giáo Palestine tại giải Gaza, một cái khu vực nóng bỏng trong suốt nhiều năm qua. Hội đồng an ninh Israel họ đã quyết định ngừng cấp điện, nhiên liệu và hàng hóa tới giải Gaza. Và Israel nói rằng họ đã tiêu diệt phần lớn kẻ thù xâm nhập lãnh thổ. Và bây giờ là chiến dịch đáp trả nó sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công. Israel nói rằng tổng cộng có hơn 1.100 người thiệt mạng khi mà các cuộc đọ súng xảy ra khi mà phiến quân Hamas tràn vào Israel. Đầu giờ sáng hôm thứ Hai, thì Israel đã quân đội của họ đã giao tranh ác liệt để mà giành lại các quyền kiểm soát các khu vực phía nam đất nước khi mà các chiến binh Hamas tràn vào từ giải Gaza. Còn quân đội của Israel thì đang phải vật lộn để mà phong tỏa biên giới để ngăn chặn cái cuộc xâm nhập tiếp theo. Người phát ngôn quân đội Israel Jonathan Conrius đã phát biểu trực tiếp trên mạng xã hội X vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ hai và nói rằng là những kẻ xâm nhập cuối cùng từ Gaza đang bị truy lùng với nhiệm vụ dự kiến là sẽ mất vài giờ nữa. Trong suốt hôm chủ nhật vừa rồi thì chính phủ Israel vẫn nỗ lực sơ tán dân thường khỏi các cái thị trấn và làng mạc gần Gaza. Các vùng đất đông dân cư của người Palestine và chính quyền đã nỗ lực điều trị cho hàng trăm cái người dân bị thương. Rồi họ cũng thu hồi những cái thi thể của những người thiệt mạng và cố gắng xác định xem là biết bao nhiêu có bao nhiêu là người Israel đang bị giam giữ làm con tin. Hamas thì lâu nay vẫn được Iran hậu thuẫn và họ nói là họ có thể là gửi thêm binh sĩ và vũ khí vào Israel và đã phóng một loạt tên lửa mới từ giải Gaza. Trong khi đó thì một nhóm chiến binh khác được Iran hậu thuẫn là nhóm Hezbollah, họ cũng đã bắn đạn súng cối và tên lửa vào các mục tiêu của Israel từ miền nam của Liban. Các cuộc tấn công của Hezbollah À, nó làm dấy lên một mối lo ngại lo ngại về mặt trận thứ hai mở ra trong cuộc xung đột khi mà Israel đang chuẩn bị tấn công sâu rộng hơn vào các mục tiêu phiến quân ở giải Gaza. Và Hamas thì đang kêu gọi người Palestine ở bờ Tây uh, nổi loạn và đối đầu với binh sĩ Israel ở đó. Thưa quý vị và các bạn, Israel thì không kích đáp trả, còn các cái chiến binh Hamas thì họ bắn tên lửa và gây ra rất nhiều thiệt hại, thưa quý vị. Đây chính là một trong những cái hậu quả của cái việc là thế giới bước vào một thời kỳ hỗn loạn đây thưa quý vị. Một khi mà thế giới trở nên hỗn loạn hơn thì chúng ta thấy rằng là sẽ có rất nhiều cuộc chiến như vậy tương tự như Ukraine và nga, à, nó sẽ xảy ra. Israel đã bắt đầu những cuộc đáp trả bằng không kích nhằm vào các cái thủ lĩnh Hamas và chiến binh Hamas. Các video đã được quân đội Israel công bố các cuộc tấn công vào ô tô và các phiến quân Palestine và các mục tiêu khác. Hàng chục tòa nhà tại giải Gaza đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công ban đầu của Israel. Các cuộc phản công của Israel nó sẽ trở nên phức tạp hơn bởi vì là rất nhiều con tin của họ đang bị bắt trong các cuộc đột kích của Hamas vào hôm thứ bảy và các chiến binh Hamas đã giết chết rất nhiều người Israel và bắt thêm con tin cho các cuộc đụng độ mới nhất với quân đội một lãnh đạo thánh chiến hồi giáo Palestine là An Nakhala một nhóm chiến binh khác mà được Iran hậu thuẫn cho biết là chỉ riêng các chiến binh của ông này đã giam giữ 30 con tin Palestine. À, tóm lại là cuộc xung đột này nó đang diễn ra rất nóng và trên khắp đất nước Israel lúc này chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái uh, nơi để mà uh, chứng kiến những cái đợt giao tranh dữ dội giữa quân đội của chính phủ và các cái uh, phiến quân của Palestine. Thành phố Jerusalem, rồi thủ đô Tel Aviv là những điểm nóng nhất. Hamas họ đang kêu gọi sự hỗ trợ hơn nữa từ Iran cũng như là dân Palestine tại bờ tây, bờ tây của sông Jordan. Tóm lại là chúng ta sẽ thấy rằng là rất nhiều vấn đề nó sẽ xảy ra bởi vì rằng là À, chúng ta biết là Israel cũng là một cái nước mà uh, thân cận với cả nga lẫn là mỹ khi mà Israel thân cận với cả nga lẫn mỹ thì nó sẽ đặt nga vào cái tình trạng rất là khó xử bởi vì Iran cũng là một cái nước mà rất là thân thiết với nga vừa rồi là nga dường như đã uh, kêu gọi một sự hỗ trợ của Iran về mặt quân sự cho cái chiến dịch quân sự của mình tại Ukraine cho nên bây giờ Israel uh, nó đang đặt ra một cái bài toán thách thức rất lớn cho nhiều nước Nga và Mỹ là những nước mà phải đặt ra những bài toán thách thức rất là lớn Bởi vì rằng là như quý vị biết Mỹ đang lừng khừng trong cái việc là viện trợ Ukraine Sau cái sự bất hòa ở trong lưỡng đảng Và cái việc mà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Vì là bảo vệ những cái khoản ngân sách ủng hộ cho Ukraine mà mất chức luôn thì nó cho thấy một cái sự chia rẽ rất lớn ở trong nội bộ nước Mỹ Trong cái việc là viện trợ cho Ukraine Bây giờ khi mà Israel nổ ra xung đột như vậy Nổ ra chiến tranh như vậy Thì chắc chắn là cái nguồn lực để mà tài trợ Cho Ukraine nó cũng thấp hơn rất nhiều Nó cũng ít đi đáng kể Mỹ đang điều tàu sân bay Rồi là máy bay Cũng như là đang uh, Nói rằng là mình sẽ hỗ trợ Israel mọi mặt Nếu như một cuộc chiến leo thang nữa và cái lời mà Mỹ nói chắc chắn là muốn nhắm tới um, Iran, một cái nước mà dường như được cho là đứng sau những cái cuộc tấn công của nhóm Hamas này. Trung Đông dường như là đang đứng trước một thử thách lớn. Trước đây những cái cuộc đàm phán hòa bình giữa các nước Ả Rập và Israel, nó đã đặt ra những cái triển vọng hòa bình mới cho Trung Đông. Nhưng bây giờ, như chúng ta đã thấy, nó không có gì cả. Bây giờ khi mà chiến tranh xảy ra như vậy thì những cuộc đàm phán đó nó sẽ không đến đâu. Và cuối cùng người ta vẫn phải mang bom đạn vào thôi. Trung Đông sẽ lại ngày càng phức tạp hơn. Cái nơi được gọi là ngã ba đường của thế giới này, giữa châu Á, châu Âu, châu Phi này, sẽ không có một ngày nào im tiếng súng. Nó có rất nhiều mâu thuẫn tại đây. Mâu thuẫn giữa Israel, Palestine, mâu thuẫn giữa Israel, Iran, mâu thuẫn giữa Iran, Ả Rập và mâu thuẫn giữa các nước Ả Rập với Israel quá nhiều mâu thuẫn từ quý vị và các bạn. Mỹ cũng không muốn nhúng tay một lần nữa vào Trung Đông khi mà họ ít nhất đã có mấy cuộc chiến tại vùng vịnh rồi, ít nhất là hai cuộc chiến tại vùng vịnh và nhiều cuộc chiến khác ở Trung Đông. Những năm 70, 60 thế kỷ trước, Israel cũng đã một mình gần như là chống lại tất cả các nước Ả Rập. Hồi đó là thậm chí là Ai cập và Syria, họ đã liên minh lại để mà tấn công Israel từ hai phía. Câu hỏi đặt ra lúc này là Vì sao Hamas chọn tấn công Israel lúc này Cuộc tấn công của Hamas Chủ yếu nhằm mục đích làm gián đoạn Cuộc đàm phán giữa Israel và Ả Rập Bởi là thủ đô của Ả Rập Saudi Riyadh Dường như sắp thực hiện một bước đi lịch sử uh, Với cái việc bình thường hóa quan hệ với Israel Ả Rập, Út và Israel Và Iran đang cố gắng gây áp lực lên kẻ thù truyền kiếp của mình là Israel Tổng thống Iran, Ibrahim Raisi đã bày tỏ sự phản đối về một mối quan hệ giữa các nước trong khu vực của Iran và chế độ theo chủ nghĩa phục quốc do Thái. À, cái chế độ, à, cái chủ nghĩa phục quốc do Thái thì nó là cái chủ nghĩa gọi là Zion và Iran nói rằng là Zion có ý định bình thường hóa quan hệ song phương với các nước trong khu vực để mà tạo ra an ninh cho chính họ trong khu vực. Và Iran thì không muốn điều đó. Cái việc mà Israel có thể là bình thường hóa với các nước Ả Rập nó sẽ tạo ra một nguy cơ an ninh lớn hơn với Iran vì họ thấy rằng là chỉ khi mà các nước Ả Rập vẫn còn mâu thuẫn với Israel thì Iran mới được an toàn nếu không là Israel sẽ dồn toàn lực để mà chống lại Iran. Cho nên bước đi này khi mà Iran xúi dục Hamas tấn công Israel chính là để mà khiến Israel phân tâm và khiến các cuộc đàm phán kia không còn nữa. Thái tử Ả Rập là Mohammed thì uh, cho biết là ông sẵn sàng công nhận Israel vì điều này nó sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho Ả Rập và trước khi diễn ra cuộc tấn công của Hamas thì có những nguồn tin báo cáo rằng là Ả Rập đã nói chuyện với Nhà Trắng và họ sẽ đồng ý tăng sản lượng dầu để giúp đạt được thỏa thuận mà nhà uh, mà Nhà Trắng đã tìm kiếm suốt 2 năm qua. Ả Rập vẫn có cái vũ khí dầu mỏ như vậy. Nhưng mà Ả Rập thì đang muốn Hoa Kỳ giúp mình phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Israel thì lại cực lực phản đối điều đó. Nói chung là quá nhiều cái mâu thuẫn chằng chéo ở đây. Trong khi Mỹ thì cũng đã nói với Israel rằng là bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm đất của người Palestine để họ có thể xây dựng một cái nhà nước khả thi. Hiện tại thì Palestine là cái quốc gia mà không có trên bản đồ Người Palestine họ ở bờ Tây Và ở giải Gaza đấy, Cái câu chuyện này lại phức tạp cái điểm đấy Giải Gaza Ngày trước Là do chính quyền Palestine Nhóm Cái nhóm mà bây giờ đang đại diện Chính quyền Palestine đó, Họ kiểm soát giải Gaza và bờ Tây sông Jordan Nhưng mà Hamas Với những cái chính sách cực hữu, cực đoan của mình Thì Hamas đã giành được quyền cảm soát, kiểm soát cái giải Gaza và đẩy chính quyền Israel đi khỏi đây. Và họ cái quan điểm của Hamas đó là phải chiến đấu để mà giành lại cái độc lập cho Palestine. Còn chính quyền Palestine thì họ thông qua con đường đàm phán, thế là đối bên mâu thuẫn. Và giải Gaza bây giờ nó thuộc quyền kiểm soát của mấy nhóm Hamas. Và Hamas đã lấy giải Gaza làm cái nơi để mà tấn công, tập kích liên tục vào đất Israel suốt những năm qua. bờ Tây sông Jordan đó vẫn là khu vực mà người định cư Israel tấn công người Palestine Năm 2023 ghi nhận 700 vụ tấn công bạo lực do người Israel định cư thực hiện nhằm vào người Palestine Và mâu thuẫn ở bờ Tây nó cũng rất là ghê gớm Israel vẫn đang cố gắng mở rộng các cái khu vực định cư tại bờ Tây sông Jordan. Và phe cực hữu của Israel đã ca ngợi và kêu gọi cái việc là mở rộng các cái khu định cư này. Chính phủ cực hữu của thủ tướng Israel Netanyahu đang lên kế hoạch xây dựng khoảng 5.000 khu định cư mới của Israel tại đây và các khu định cư của Israel trên đất Palestine à, theo luật pháp quốc tế nó là bất hợp pháp và đã bị chính phủ Mỹ lên án. À, thế nhưng mà cái mối quan hệ giữa Israel và Mỹ lại cực kỳ bền chặt. Mỹ mỗi năm vẫn cung cấp cho Israel những cái viện trợ quân sự đến gần 4 tỷ đô la Mỹ thưa quý vị. Và bây giờ để mà giải quyết cái mớ bòng bong tại Trung Đông này thì nó có quá là nhiều thời gian, công sức, thực sự là như vậy. Quá là nhiều thời gian công sức. Tôi cũng thấy cảm thấy là cái mớ bòng bong này nó quá lớn. Nó là kết quả của lịch sử đấu tranh về tôn giáo hàng nghìn năm trước khi mà cửa cả đạo hồi, đạo thiên chúa và đạo do thái thì họ đều coi cái vùng Jerusalem đó là thành phố thần thánh của mình. Đặc biệt là trong những thời gian gần đây là cái mâu thuẫn giữa người do thái và người theo đạo hồi giáo nó đang ngày càng gây gớm hơn. Thể hiện qua cái mâu thuẫn giữa Israel và Palestine. Nếu quý vị tìm hiểu lịch sử sẽ biết. Chúng ta phải trở lại lịch sử để có thể là phân biệt và Nhìn rõ ràng hơn cái xung đột này, nguồn gốc của nó là gì? Nó có rất nhiều câu chuyện. Một cái chương trình nào đó chúng tôi sẽ giải thích cụ thể quý vị. Hamas là cái nhóm chiến binh mà họ kiểm soát cái giải Gaza và cái vùng đất này là một vùng đất ven biển hẹp ở phía đông Địa Trung Hải. Đây là một vùng rất đông dân. Nó có diện tích khoảng hơn 300 km vuông thôi nhưng mà là nơi sinh sống của hơn 2 triệu người và là một trong những cái nơi mà mật độ dân cư đông nhất thế giới thưa quý vị. Hamas đã cai trị à, giải Gaza từ năm 2007 và đã tiến hành bốn cuộc chiến tranh để mà chống lại Israel, bốn cuộc xung đột kể từ khi mà nắm quyền. Năm 2021, chúng ta thấy là Israel và Hamas đã có một trận chiến với nhau khi mà hamas bắn hàng nghìn quả tên lửa vào israel và israel đáp trả bằng cách là sử dụng cái hệ thống vòm sắt của mình, ấy. cái năm đấy cũng rất là căng, nhưng năm nay là căng thẳng chưa từng có. hamas có mối quan hệ chặt chẽ với iran và theo các thành viên cấp cao của hamas và hezbollah thì các quan chức an ninh iran cũng đã giúp lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ của hamas vào hôm thứ bảy vừa rồi, cũng như là bật đèn xanh cho các cuộc tấn công ở tại một cuộc họp tại beirut thủ đô của liban vào thứ hai tuần trước. Từ lâu thì Iran đã ủng hộ Hamas rồi. Nhưng mà Hamas thì lại là một nhóm Hồi giáo dòng Sunni. Cho nên họ có đứng ngoài cuộc trong cái việc là uh, các cái nhóm Hồi giáo người Shia, dòng Shia của Iran hỗ trợ hỗ thuẫn. Cho nên gần đây thì sự hợp tác của hai cái nhóm Hồi giáo Sunni và Shia này nó mới tăng lên. Bởi vì trong lịch sử chúng ta lại phải nói về Hồi giáo một chút là dòng CI và dòng Sunni là có cái đức tin khác nhau, cho nên là cũng rất hay là mâu thuẫn với nhau. Nhưng bây giờ thì họ đang đoàn kết hơn để mà chống lại một kẻ thù chung. Hamas thì nói rằng là mình sẽ làm mọi cách để mà thành lập một cái nhà nước Palestine độc lập. À, tất nhiên cũng có lúc họ phát đi những cái thông điệp sẵn sàng chấp nhận giải pháp hai nhà nước dựa trên một đường biên giới tồn tại trước năm 67. Nhưng mà trong những năm gần đây thì xung đột với Israel ngày càng gia tăng trong khi Israel thì không công nhận điều đó. Và muốn hủy hoại toàn bộ Hamas, hủy diệt Hamas như lời mà Tổng thống Netanyahu đã nói. Sau khi Hamas nắm quyền tại giải Gaza vào năm 2007 thì Israel đã tuyên bố đây là một cái thực thể thù địch. Và họ áp đặt hàng loạt cái biện pháp như là cắt điện, hạn chế nhập khẩu hàng hóa và đóng cửa biên giới. Bởi vì cái giải Gaza đó thì nó là một cái giải đất rất là nhỏ ở khu vực mà uh, biển địa trung hải nhưng nó lại không có những cái hải cảng uh, bởi vì rằng là um, israel đã kiểm soát đường không và kiểm soát cái hải cảng của giải gaza cho nên cái vùng đó là thực sự mà nói là nó uh, gần như dựa hoàn toàn vào cái việc là israel để mà thông thương với bên ngoài Giải Gaza đó là một cái vùng đất uh, cũng khá là đặc biệt Một vùng đất hẹp ven biển Địa Trung Hải Và về mặt pháp lý thì nó không được uh, quốc tế công nhận là một phần của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào Diện tích khoảng 360 km vuông thôi Nhưng mà có tới 2 triệu người sống ở đó Nó thuộc quyền tài phán của chính quyền Palestine uh, Và Chính quyền Palestine cũng kiểm soát biên giới của giải Gaza với Ai Cập, nhưng mà Israel lại kiểm soát không phận và đường bờ biển. Đó. Và theo lập trường chính thức của Palestine thì vùng đất này nằm dưới sự chiếm đóng quân sự của Israel. Năm 2005 Israel đã rút khỏi giải Gaza và năm 2007 thì Hamas họ giành được quyền lực. Ở chung đây là một cái vùng đất mà quá là là phức tạp luôn, thưa quý vị và các bạn. Quá phức tạp. Thưa quý vị uh, Sau nhiều tuần đối đầu tại Jerusalem Trong đó cả cái việc là lực lượng an ninh Israel đột kích vào một cái khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem Một địa điểm linh thiêng thứ ba của Hồi giáo Hamas và các cái đồng minh của họ ở giải Gaza Đã bắn một loạt tên lửa vào Israel Trong cái cuộc mà tấn công năm 2021 Cái năm 2021 đó, thì Israel phát động một chiến dịch không kích khiến 250 người Gaza thiệt mạng. Nhưng mà lúc đó thì Israel không bị quân đội Hamas đột kích như bây giờ. Bây giờ là tình hình nó tệ hại hơn rất là nhiều. Và những tháng gần đây thì lực lượng an ninh của Israel, lãnh đạo an ninh thì họ đã hạ thấp cái mối đe dọa từ Hamas. Và nói rằng là cái giải đất này là trong tình trạng bất ổn trong ổn định. Tóm lại là Israel không ngờ là Hamas lại tấn công mình như thế. Đây là một câu chuyện mà có lẽ là lực lượng an ninh của Israel nó cũng bị bất ngờ đấy. Chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ nói về Israel thôi. Và quý vị xin hãy đặt câu hỏi để chúng ta có thể tiếp tục giao lưu trong cái phần 2 của chương trình. À, xin quý vị hãy đặt câu hỏi với chúng tôi. À, câu hỏi có thể liên quan đến xung đột Israel-Hamas cũng có thể liên quan đến chiến tranh Ukraine quý vị nhé rồi cũng có thể liên quan đến lịch sử Trung Đông nếu biết cái gì tôi sẽ trả lời một một cái điều đó lúc này tôi nhớ có người hỏi tôi một câu hỏi khá là hay nhưng tôi đang tìm lại nhưng mà không thấy đâu cả thưa quý vị và các bạn Israel và Palestine là cái câu chuyện mà nó là nỗi đau của Trung Đông và cũng là một câu chuyện mà bao nhiêu năm rồi không giải quyết được Tôi nghĩ nó vẫn sẽ là một cái câu chuyện rắc rối cho nhiều cường quốc trong khu vực Có người nói là 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 thế chiến thứ ba có thể diễn ra Tôi đồng ý đấy Nhưng nó sẽ không phải là một trận thế chiến như là hai lần trước Mà nó là một cái cuộc chiến mà giải rác trên khắp thế giới à, Bây giờ quý vị nhìn thấy ở Ukraine rồi ở Trung Đông rồi Tới đây ở eo biển Đài Loan hay là bán đảo Triều Tiên Thậm chí ở biển Đông nữa Rất có thể là trong tương lai Chẳng có gì là an toàn cả Có khán giả nói đây là thời cơ lớn để Trung Quốc tấn công Đài Loan Có dám không? Tôi thì nghĩ rằng là Trung Quốc vẫn chưa dám tấn công Đài Loan ngay lúc này Có thể họ sẽ đợi vài năm nữa 3-4 năm nữa chẳng hạn 3-4 năm nữa thì Trung Quốc mới đủ tự tin Để mà tấn công Đài Loan Tình hình rất căng thưa quý vị à, Khán giả Trường Nguyễn nói rằng là Anh có nghĩ Israel đã biết trước kế hoạch của Hamas Và vẫn để nó diễn ra hay không Thực sự mà nói là tôi cũng Không có cập nhật được nhiều cái câu chuyện này Câu chuyện với Israel liệu rằng là Biết trước kế hoạch của Hamas hay không à, Tôi nghĩ rằng là Nó cũng có nhiều khả năng lắm tôi không tin làm tôi không tin rằng là cái hệ thống tình báo tốt như của Israel mà họ lại 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 để lọt những cái thông tin là Hamas chuẩn bị tấn công nhưng mà rõ ràng là nếu như họ biết trước kế hoạch và vẫn để nó diễn ra thì nó lại là một thất bại thảm hại khi mà hàng ngàn người dân Israel thiệt mạng và nếu như cái thông tin đó là thật thì lực lượng an ninh Israel chắc chắn là sẽ bị chỉ trích cực kỳ họ lấy tính mạng của người dân ra để mà toan tính chính trị mà nhưng tôi cho rằng là có lẽ là họ họ không đề phòng thật họ không đề phòng thật à, khán giả anh Phương nói rằng là Mỹ có đưa quân vào giúp người Do Thái không anh thưa quý vị Mỹ và Do Thái đó là những cái đồng minh thì Mỹ mỗi năm đã cấp cho Israel tới gần 4 tỷ đô viện trợ các thể loại về quân sự và đây là cái đồng minh chủ chốt hàng đầu của họ tại khu vực Trung Đông này. Và Israel bản thân họ cũng có một cái nền quân sự rất là mạnh mẽ. Tôi nghĩ khả năng đưa Mỹ đưa quân vào là ít. Nhưng mà gần đây thì đã có thông tin là Mỹ đã đưa tàu sân bay và máy bay áp sát gần Israel để mà phô trương thanh thế rồi. Tôi nghĩ khả năng Mỹ đưa quân vào là ít và thấp. Nhưng mà nếu như chiến tranh giữa Israel và Iran nổ ra thì không biết chừng Mỹ cũng sẽ đưa quân vào đấy. Có người nói đến vũ khí Hamas tấn công Israel có nguồn gốc từ đâu? Ai cung cấp, Nga tàu hay Iran? Thế thì gần đây cũng có những câu chuyện về cái việc là bóng gió rằng là Hamas được Iran hỗ trợ. Không chỉ là bóng gió đâu, mà chính Hamas họ đã nói rằng họ được Iran hỗ trợ đấy. Đại diện của Hamas tuyên bố là tổ chức này đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Iran trước khi mà tổ chức cái cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Israel. Người phát ngôn của Hamas là Ghazi Hamad ngày 8 tháng 10 đã trả lời phỏng vấn BBC rằng là Iran đã hỗ trợ trực tiếp cho cái tổ chức vũ trang Palestine này mở cái đợt tấn công lớn chưa từng thấy vào giải Gaza, từ giải Gaza vào Israel hôm 7 tháng 10. Và vài tiếng sau khi Hamas phát động chiến dịch thì Rahim Safavi, Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran là Ali Khamenei đã gửi cái lời chúc mừng Hamas. Ông này nhấn mạnh là Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ các chiến binh Palestine cho đến khi Palestine và Jerusalem được giải phóng. Tuy nhiên thì chính phủ uh, uh, Iran họ vẫn uh, tránh cái sự liên quan đến. Họ chưa xác nhận là họ hỗ trợ trực tiếp cho cái phong trào Hamas này hay không. Họ chưa có nói là họ tr hỗ trợ trực tiếp hay không. Và họ nói rằng là những cái quyết định tấn công của Hamas đó là do tự họ quyết định. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết là Hamas chắc chắn là được Iran và các nước khác hỗ trợ tài chính, trang bị và vũ khí. Nhưng mà hiện vẫn còn quá sớm để mà khẳng định là Tehran có liên quan trực tiếp đến cái câu chuyện này hay không. Vẫn còn quá sớm để khẳng định. khán giả Mão Trần hỏi rằng là có phải lính đổ bộ từ biển vào uh, chỉ có Mỹ và NATO này thì có lính áp phải không anh? Uh, lính có lính Ukraine, Ukraine phải không anh? Uh, tôi uh, cũng uh, chưa rõ cái ý của khán giả hỏi câu này lắm nhưng mà à, uh, cái lính uh, của Hamas mà đổ bộ bằng đường biển rồi là đường không vào Israel nó là một cái sự bất ngờ lớn. Còn nếu như Mỹ và NATO mà hiện diện tại đây thì có lẽ là họ sẽ đổ bộ theo đường không nhiều hơn là đường biển. Quý Hà Ngọc hỏi rằng có phải Nga giật dây cho Hamas không? Tôi không khẳng định cái chuyện này. Tất nhiên là cuộc chiến tại Israel này nổ ra thì Nga cũng sẽ có lợi đấy bởi vì là thứ nhất là dư luận quốc tế họ sẽ quan tâm đến israel hơn thứ hai là nguồn viện trợ của mỹ cũng sẽ chảy vào israel nhiều hơn là vào ukraine và có vẻ như là nga sẽ là người có lợi nhiều hơn trong cái câu chuyện này nhưng quý vị cũng hãy nên nhớ là nga với israel cũng là những quốc gia mà có mối quan hệ khá là thân thiết với nhau như tôi đã nói nga cũng đang ở trong tình cảnh khó xử nằm giữa israel và iran Có khán giả hỏi rằng là Hùng Trần Việt Nam và Mỹ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện Vậy Nga có động thái gì không? Có tin đồn rằng Tổng thống Putin sẽ đến thăm Việt Nam Nhưng mà trước khi Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam Thì có một cái tin cũng khá là xác thực Đó là ông Tập Cận Bình Chủ tịch Trung Quốc sẽ đến thăm Hà Nội Vào chừng độ tháng 11 gì đó Trước khi mà đến San Francisco Để dự cái hội nghị Với lại là gặp Tổng thống Biden ở bên Mỹ Thì tôi cho rằng là Việt Nam và Mỹ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện thì cái điều mà ảnh hưởng nhiều hơn đó là Trung Quốc chứ không phải Nga. Cái mối quan hệ này chủ yếu là để đối phó với Trung Quốc. Các khán giả nói rằng là hôm nay trả lời mấy câu hỏi thêm thú vị bởi vì rằng là có lẽ quý vị cũng chưa cập nhật được rằng là chúng tôi đã đổi cái format chương trình sau khi mà nhận được nhiều phản hồi quý vị rằng là phải nên giao lưu với khán giả nhiều hơn thì chúng tôi đã quyết định là trong mỗi chương trình đều sẽ có thêm cái phần hỏi đáp chừng độ hơn chục phút gì đấy 15 phút gì đó được đến đâu thì chúng ta sẽ làm đến đó để mà quý vị có thể hỏi rất là nhiều vấn đề không chỉ là trong chủ đề của chúng tôi có khán giả Thanh Võ nói rằng là khả năng giải phóng hamas không ai Um, tôi không rõ là quý vị hỏi là khả năng Hamas giải phóng các vùng đất kia hay là khả năng Israel tấn công mà đè bẹp được Hamas thì tôi cho rằng là cái khả năng đó khả năng mà Israel có thể là tấn công và tiêu diệt được Hamas nó là khá cao bởi vì lực lượng quân đội Israel họ cũng khá là ghê gớm và bây giờ là thêm cái việc là Hamas đã gây thiệt hại rất nặng nề cho họ thì họ sẽ phải làm một cái gì đó để lấy lại thể diện tôi nghĩ là như vậy Có người nói là Ngọc à, Ngọc Anh Phạm nói rằng Lê Mi ơi các tàu quân sự có tên tuổi và có biết của nước nào không? Sao có nhiều người hay kêu tàu lạ tấn công vậy? Ờ, cái thuật ngữ tàu lạ này thì nó cũng xuất hiện trên truyền thông nhiều năm rồi. Chủ yếu là để uh, tránh một cái sự mâu thuẫn. Những tàu lạ này thường là tàu Trung Quốc. Họ hoành hành trên biển Đông tấn công ngư dân Việt Nam và các cái uh, quấy phá các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam. Gần đây thì tôi thấy là cái việc mà gọi là tàu lạ nó cũng ít rồi. Có khán giả nói rằng là tôi nghĩ giống như là chân châu cảng ngày 7 tháng 12 năm 941, Mỹ biết trước Nhật tấn công và Mỹ có lý do tham chiến. Cũng là một cái suy luận khá là hay. Tôi cho là cũng là một suy luận khá hay. Nếu Israel biết trước được cái kế hoạch của Hamas và họ vẫn để nó diễn ra. À, thì họ sẽ có một lý do không thể chính đáng hơn Để mà tấn công và quét sạch Hamas Vâng à, lướt qua một số câu hỏi khác Có người hỏi Sơn Nguyên Hỏi rằng là xin hỏi anh Lê Minh Vậy Israel có xóa sổ giải Gaza và Hồi giáo Hamas hay không anh? Mục tiêu của họ là vậy Nhưng mà có làm được hay không thì chúng ta chờ xem thôi Tôi nghĩ rằng là quân đội Israel thì họ đủ khả năng làm những cái chuyện này Nhưng mà hãy nên nhớ Mỹ còn ở đó và Mỹ không ủng hộ cái việc là người Israel lấy lý do để mà tấn công vào Palestine. Có thể là Hamas thì Mỹ coi là tổ chức khủng bố nhưng mà những người Palestine ấy mà họ đang muốn có một cái chính quyền Palestine độc lập ấy thì Mỹ lại ủng hộ cái điều đó <laughs> nói chung là mối quan hệ rất là lòng ngoằng đúng không ạ quý vị phải phân, phải phân biệt rõ này này ở cái khu vực bờ tây sông Jordan nó là khu vực mà người Palestine và chính quyền Palestine bây giờ đang quản lý nhưng mà chỉ trên danh nghĩa thôi bởi vì vùng đó thì Israel đã đưa quân vào rồi và chiếm đóng và xây dựng các khu định cư ở bờ tây sông Jordan còn ở giải Gaza thì Hamas đã giành được cái quyền kiểm soát nó từ năm 2007 và bây giờ thì cái cuộc xung đột chủ yếu là giữa Israel và Hamas Còn chính quyền Palestine và Israel thì dường như là không có nhiều cái mâu thuẫn đến thế Những cuộc chiến gần đây tại Israel thì chủ yếu là do Hamas họ thực thi thôi Cái nhóm gọi là cực đoan của Palestine đó Chiến Việt nói rằng là cuộc chiến giữa Israel và Hamas có làm cho Mỹ và đồng minh phương Tây giảm bớt sự quan tâm ủng hộ Ukraine nhiều không? vô tình giúp cho Nga hả anh Lê Minh? À, tôi nghĩ rằng là một phần nào đó NATO sẽ phải để ý đến Israel Bởi vì nói gì thì nói Xét về mặt địa chính trị thì cái vùng Trung Đông nó quan trọng hơn là Ukraine Hơn nữa chiến tranh Ukraine đã diễn ra quá nhiều năm tháng rồi Đã gần 20 tháng đến nơi rồi Và phương Tây cũng như là Mỹ nhiều lúc cũng mệt mỏi vì điều đó Và dư luận cũng chỉ trích Cho nên bây giờ có thể họ sẽ tập trung nguồn lực nhiều hơn cho Israel trong ít ngày tới. Bởi vì bây giờ nó đang có một cái câu chuyện đó là Iran nếu như là cùng Israel có một cái cuộc chiến ở đó thì không biết đâu mà lần. Lúc đó mới là thực sự căng thẳng. Bởi vì quý vị biết là Trung Đông là cái vùng mà dầu mỏ xuất đi khắp thế giới. Người ta vẫn kêu gọi dùng năng lượng xanh đỡ phụ thuộc dầu mỏ hơn. Nhưng mà tôi cho cái điều đấy còn xa vời lắm quý vị ngày ngày đi làm vẫn đổ xăng chứ có ai sạc điện mấy đâu đúng không ạ? Tôi tin rằng là quý vị dùng xăng, dùng nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn là dùng các cái nhiên liệu xanh. Thế thì vùng này nó có mấy cái điểm nghẽn về thương mại quốc tế như là kênh đào Suez là một này. Eo biển uh, Hormuz, đấy cái vùng mà vùng vịnh để xuất khẩu dầu mỏ là hai này. Và cái thứ ba lại là cái khu vực eo biển uh, Bab el Mandeb ở cái khu vực mà Djibouti là khu vực gần Sừng châu Phi đó gần bán đảo Ả Rập chẳng hạn mấy khu vực đó là ba cái điểm nghẽn trong cái việc thông thương thương mại quốc tế và chỉ cần chiến tranh nổ ra ở đó một trong ba khu vực đó thì thương mại quốc tế nó sẽ đỉnh đốn ngay đứt gãy nguồn cung ngay để đi từ châu Âu sang cái khu vực Trung Đông thì người ta buộc phải đường biển phải qua kênh đào Suez và biển Hồng Hải trước khi ra biển Ả Rập nhưng nếu một trong mấy cái điểm đó Bị đóng cửa, không đi qua được Thì họ phải vòng xuống tận miền Nam Châu Phi Cực Nam Châu Phi, Nam Phi Và đi vòng lên rất là nhiều thời gian Và đường xá Chuỗi cung ứng đứt gãy ngay Thưa quý vị và các bạn Xin hãy để đặt thêm nhiều câu hỏi đi hoặc là bình luận cũng được Anh Phương nói rằng là có tin uh, ở Tổng thống Biden giúp Ukraine 100 tỷ đô Có một cái tin như vậy đấy Và đó có thể là một khoản viện trợ khổng lồ nữa cho Ukraine 100 tỷ đô Tôi cho rằng là Rất đáng chú ý đây Nhưng không rõ là quốc hội có thông qua hay không xin quý vị đặt tiếp những câu hỏi, chúng tôi sẽ lọc và trả lời những câu hỏi tiêu biểu nhất. rất nhiều khán giả nói rằng là Hamas khó mà đối đầu với Israel. vâng đúng là như vậy. xét về mặt quân sự thì Hamas không là gì với Israel đâu. À, nhưng mà Israel thì họ có cái điểm yếu đó là họ không có cái chiều sâu chiến lược để mà phòng ngự trước những cuộc tấn công. À, đất đai của họ rất là nhỏ và họ không có chiều sâu chiến lược. Chiều sâu chiến lược là gì? Nghĩa là khi mà quân địch tấn công vào biên giới của mình thì mình vẫn có thể lùi về để mà phòng ngự được rất là nhanh. Một số nước có chiều sâu chiến lược, ví dụ như là Nga, đất nước rất là rộng lớn. Thứ hai có thể nói đến Trung Quốc, Mỹ, một số nước có chiều sâu chiến lược như vậy. Hay là Ấn Độ chẳng hạn. Còn Israel là một cái nước mà rất là nhỏ, nhỏ tí thôi mấy chục ngàn cây số vuông thôi không có nhiều chiều sâu chiến lược như vậy ngay cả Việt Nam của chúng ta chúng ta nhìn thấy đất nước hình chữ S có 300 ngàn cây số vuông thôi nhưng mà dài tới 3 ngàn hơn 3 ngàn cây số từ Bắc Nam từ Đông sang Tây thì rất là ít không có chiều sâu chiến lược để mà phòng ngự có mỗi khu vực Bắc Bộ là có chiều sâu chiến lược hơn một tí thôi còn Trung Bộ có thậm chí có những nơi rất là hẹp Trung Bộ, Nam Bộ thì không có chiều sâu chiến lược như vậy. Đến đây cũng phải nói lại với những cái cuộc chiến trong những cái thập niên trước giữa Israel và các nước Ả Rập. Ví dụ như là những cái cuộc chiến chiến tranh 6 ngày chẳng hạn là cái lúc mà Israel tập kích Ai Cập bởi vì biết rằng Ai Cập chuẩn bị có ý định đánh mình. Israel tập kích trước hay những cuộc chiến tranh sau đó nữa Những cuộc chiến tranh vùng vịnh Mà chủ yếu là các nước Ả Rập liên kết lại để đánh Israel Nhưng mà trong lịch sử Israel cũng rất là quật cường Tuy là một cái quốc gia nhỏ bé như vậy nhưng mà họ cũng chiến hết Họ cũng đánh tan tành các nước Ả Rập hết Không phải đùa đâu Đùa với Israel là cũng không đùa được Đúng không ạ? Bây giờ đã là ngày thứ hai của giao tranh Israel Hamas. Tôi tin rằng là cái cuộc giao tranh này nó sẽ diễn ra không 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 quá lâu đâu. Không quá lâu đâu thưa quý vị. Israel cũng đang tiến hành những cái không kích rất là lớn vào giải Gaza. Các vụ nổ liên tiếp được báo cáo Tôi đánh giá rằng là cuộc chiến này mà quét sạch Hamas ra khỏi cái khu vực đó của họ nó không không quá dài đâu. Chắc chỉ trong một ngày nữa là Israel có thể quét sạch Hamas khỏi đất của Israel. Còn cái việc mà họ tấn công vào giải Gaza để mà lật đổ Hamas luôn thì tôi chưa dám nói trước. Bởi vì rõ ràng họ còn phải đề phòng rất nhiều cái câu chuyện. Một câu chuyện đó là Iran nữa và một câu chuyện đó là lực lượng Hezbollah ở miền Nam của Liban nữa. Nếu không muốn rơi vào cái cảnh lưỡng đầu thọ địch thì Israel chắc chắn sẽ phải cẩn thận hơn rất là nhiều. Và có thể họ cần có sự hỗ trợ của Mỹ lúc này. À, khán giả thiết đặng nói rằng là Nếu Israel rơi vào chiến tranh toàn diện Thì có thể đây là cơ hội để chứng minh hiệu quả Của vũ khí Mỹ và phương Tây có hiệu quả hay không anh Minh nhỉ Đúng vậy Nếu Israel và Iran Rơi vào cái cảnh chiến tranh toàn diện Thì đây sẽ lại là Một bãi thử vũ khí nữa Của NATO, của phương Tây, của Mỹ Israel là Thậm chí là Israel cũng có rất nhiều vũ khí nha Họ cũng tự phát triển được Rất nhiều loại vũ khí và thậm chí là Việt Nam Cũng đã có những cái hợp tác quân sự với Israel chứ không phải là đùa đâu cũng đùa với Israel đâu ông này ông ấy cũng rất là giỏi trong việc chế tạo vũ khí đấy cái loại vòm sắt mà Mỹ thậm chí còn phải nhập khẩu vòm sắt của Israel về để dùng rồi quý vị biết tất nhiên là cái vòm sắt đó thì nó cũng không phải là đánh chặn được tất cả mọi loại tên lửa đâu bằng chứng là các cái loại rocket giá rẻ của Hamas nó vẫn chiếm ưu thế hơn bởi vì nó phóng quá nhiều 5 ngàn, 7 ngàn cái rocket như vậy mà đánh chặn bằng vòm sắt thì mỗi quả đạn vòm sắt có giá rất là đắt, mấy trăm ngàn đô cơ. Như vậy thì nó bài toán kinh tế mà nói là thiệt chứ không phải là có lợi đâu. Chẳng qua là thủ đô Tel Aviv của Israel nó quá quan trọng với họ. Cho nên họ phải lắp đặt những hệ thống vòm sắt này, Iron Dome này để bảo vệ cư dân thôi. Hạnh Nguyễn Khắc nói rằng là theo Lê Minh sau đợt tấn công của Hamas, do Thái có ủng hộ vũ khí cho Ukraine không? Ở Israel trước đó vẫn từ chối viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng bây giờ xem ra là họ cũng đã bắt đầu là ngấm dần rồi đây. Họ bắt đầu là cũng phải nhìn lại cái chính sách của mình rồi đây. Nhìn lại chính sách đây. New Bay Land nói rằng Hamas đánh hăng Thế Anh. Rồi khán giả Trí Trần Bình cũng nói là mục đích quân sự của Hamas với Israel là gì? Thì có thể nói rằng Hamas mục đích lớn nhất của họ đó chính là lập ra một cái nhà nước mà cái chính quyền do chính họ cầm đầu ở giải Gaza. Những mục đích tiếp theo của họ là nhờ cái sự hỗ trợ của Iran thì họ muốn phá Israel, phá quấy cái hiệp định hòa bình giữa Israel và Ả Rập. Tôi cho đây là một câu chuyện rất đáng chú ý. Rất đáng chú ý đấy. Chúng ta sẽ phải phân tích nó ở trong một vài chương trình nữa. Còn bây giờ thì quý vị có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm like, ấn đăng ký kênh nếu quý vị nào chưa bấm like thì xin hãy bấm like cho tôi một ngón tay trỏ hướng lên để mà báo với chúng tôi biết rằng là quý vị hài lòng về nội dung chương trình. Quý vị cũng có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký các Super Thanh, Super Sticker, mua các Super Thanh, Super Sticker cũng như là đăng ký tham gia làm một hội viên của kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình giao lưu trò chuyện tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người.